cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng khác thay mà sớm hơn phổ phu. Để một ngày kia trên quyền vua, chúng con được hợp quyền với cha ngài. Khang lời tha ơn Chúa muôn đời kinh điên tháng Teresa Nguyễn Thị Hoa lễ dỗ, Francisco Nguyễn Văn Bá, Rosa Trần Thị Kim Huệ dỗ 100 ngày. Linh hồn linh mục Giuse Nguyễn Văn Vũ qua đời ở Đài Loan. Teresa Tô Ánh Nguyệt dỗ 6 năm và Benedito Trần Quang, Giuse Toma Anna, Maria Thanh lễ dỗ, Phêrô và linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại, Rafael Tạ Xuân Thành,
Phêrô Tạ Xuân Toán, gia đình Thủy Uy dâng lễ tạ ơn và một gia đình xin lễ như ý. Với tất cả những ý chỉ đó, cùng với giáo hội chúng ta mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay với sự hiện diện của cha cựu quản nhiệm Mộng Quỳnh và cha Phú. Đúng 2 tuần nữa cha kỷ niệm 10 năm phụ phong linh mục. Và hôm nay chúng ta vỗ tay không phải để mừng hai cha mà toàn thể giáo hội mừng bổn mạng ca đoàn thánh linh và sinh nhật của giáo hội hôm nay. Xin mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa tha thứ tội lỗi. Một thứ tội đặc biệt nhất là tội ngược lại, chống lại Chúa Thánh Thần. Xin tha cho chúng con. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa là Đấng
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay, khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình mà Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chức sắc tông đồ công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tụ một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phisia, Pamphylia, Ai Cập, Libyan cận kề Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Reta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa lấy lưng khắp nơi
vạn vật do Chúa đã tạo tác nên, địa cầu đầy dây sinh linh mới ngày, biển khơi mênh mông, sông sâu đất rộng, mọi vật trần gian vui vầy sống trong tình Chúa thương. Vật trần gian vẫn ngước nhìn Chúa luôn, đời trông Chúa ghé mắt nhìn xót thương, chờ ngài dọn bữa cho ăn đúng giờ, đời mong nơi Chúa thiêng phúc lành, ngài mở tay ra tự thì chúng nó đầy thỏa thuê. Sinh linh sẽ hóa thành cát tro, vì lòng từ ái ban sinh khí vào, vạn vật trần gian lại được tác thành, bộ mặt trái đất sẽ được thắm tô ngàn nét. Chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giê-xu là Chúa nhưng lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là người Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng nghe ca tiếp liên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mưa đến quang minh. Lạy Cha kia cơ bản, xin Ngài ngự đến đấng ban ơn huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là cát tro hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm trong lúc lệ rơi. Ôi giữa sáng chưa chan hồng ân, xin chiếu soi ngập tràn tâm hồn tin hương. Nếu không có Chúa trợ phù thì còn chi thánh khiết, thì còn chi vô tội. Xin Chúa giữa sân bận nhớ tới gọi
cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa. Chúa ơi, cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ muôn đời. Cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông rằng: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa hai cha, kính thưa cộng đoàn, giữa hai chữ Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Linh, tôi có quyền chọn và tôi thích chữ Chúa Thánh Linh hơn. Bởi vì chữ Thần nó xuống cái giọng, cái nghe nó nặng nề. Chúa Thánh Linh hay Chúa Thánh Thần có lẽ vẫn còn là một người xa lạ trong tâm tư của mỗi người chúng ta, phải công nhận điều đó. Hay có khi trong não trạng của cả một gia đình, cả một xứ đạo, cả một cộng đoàn. Bởi vì trong quá khứ chúng ta đã học một cách rất vội vàng một chương sách giáo lý Công giáo về Chúa Thánh Linh để chuẩn bị nhận bí tích thêm sức. Lúc đó cũng còn trẻ quá. Rồi từ đó có lẽ Chúa Thánh Linh trở thành một vị khách rất quý, nhưng ghé thăm giáo hội một lần hơn 2.000 năm rồi, rồi không để lại địa chỉ. Thậm chí còn có thể nghĩ, rất nhiều người nghĩ là Chúa Thánh Linh chỉ đến một lần lúc khai sanh giáo hội, rồi từ đó Ngài đi biển biệt không tâm hơi. Trừ những lần bắt đầu các giờ kinh phụng vụ, chúng ta có thói quen rất tốt là đọc kinh xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ tôi có câu đố. Mỗi lần bắt đầu giờ kinh phụng vụ, chúng ta có truyền thống hay thói quen tốt đẹp là xin Chúa Thánh Linh, mà cái kinh tựa của nó là kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Tôi sợ rằng nhiều khi mình đọc mà mình không suy niệm, cho nên tôi mới đặt ra câu hỏi để hôm nay mình mỗi lần đọc mình nhớ. Có bao nhiêu điều chúng ta xin ở trong cái kinh Chúa Thánh Thần, có bao nhiêu điều?
Nhiều người sẽ nói ô nhiều điều lắm, bởi vì đọc dài lắm mà. Đó là chưa biết cái chính. Có ba điều chính, nhưng có một điều tại ngoại là bên ngoài. Bên ngoài cái kinh đó không có, nhưng chúng ta vừa mới nghe đọc. Bên ngoài chúng ta thì có xin Chúa Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt của trái đất này. Ca đoàn hát lặp đi lặp lại. Nhưng tôi muốn nói yếu tố nội tại bên trong mình. Vậy có ba điều. Điều thứ nhất là điều gì? Xin đốt lửa yêu mến trong tâm hồn chúng con. Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết đặt tình yêu vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm đang khi thi hành bổn phận của mình hàng ngày. Cũng không quên đặt từng cử vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm tình yêu. Bởi vì đốt lửa là lửa tình yêu. Điều thứ hai chúng ta xin là sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng ta đáp rất là rập ràng, nhưng chúng ta chưa ý thức đủ. Đó là xin Ngài đổi mới cách sống, thay đổi lời ăn tiếng nói, thay cách nhìn, thay cái suy tư của mình, để nhìn người khác trong ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Và thứ ba, xin Ngài đến an ủi khi chúng ta gặp gian nan, thử thách. Xin Ngài dạy dỗ, soi sáng. Rõ ràng mình đọc, đây là điều ít người trong chúng ta ý thức, phải công nhận. Mỗi lần có việc gì đó là mình chạy đến Đức Mẹ, mình chạy đến Chúa Giê-xu, mà mình vẫn cầu xin, xin Ngài soi sáng, dạy dỗ, xin Ngài an ủi, chỉ bảo. Có mấy người xin? Thật là một điều thiếu sót. Mà mỗi năm chỉ có một dịp để nhắc tới thì thấy cũng hơi buồn cho Chúa Thánh Linh. Tôi tin rằng như vậy thì Chúa Thánh Linh không phải chỉ đến một lần rồi đi. Hãy tìm lại sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 10 để thấy trong đó nhắc đi nhắc lại Chúa Thánh Linh là đấng thường trực. Nghĩa là Chúa Thánh Linh luôn có mặt tác động trong cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, rồi cả lịch sử giáo hội cho đến ngày hôm nay. Ngài luôn luôn là đấng thường trực, là sức sống của giáo hội, là sự chỉ bảo, an ủi của từng người chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu đã tâm sự. Chúng ta nghe Chúa Giê-xu tâm sự: Thầy ra đi thì ích lợi hơn cho anh em. Nếu Thầy không đi thì đấng bầu chữa sẽ không đến với anh em. Còn nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai người đến cùng anh em. Gioan chương 16 đó, câu 7. Vật thật sự vậy, Chúa Giê-xu cần phải ra đi thì Chúa Thánh Thần mới rảnh chỗ để mà đến. Tôi dùng chữ đó nó hơi hỗn hào chút. Có một điều thật kỳ lạ, tại sao vậy? Chúa biết, Chúa đi thì Chúa nói: Tôi biết, Thầy biết, thì ưu phiền sẽ tràn ngập tấm lòng anh em. Xong, Thầy nói thật với anh em, Thầy cần phải đi. Lạ lùng thật, bởi vì mỉa mai thay, bao lâu còn thấy Chúa Giê-xu thì đoàn người đi theo Chúa vẫn còn tiếp tục mơ màng, mân mê, ước ao, nuôi dưỡng cái mộng quyền lực ở thế trần này. Mơ làm vua, làm bộ trưởng, làm tổng trưởng, vân vân. Trong đoạn Tông Đồ Công Vụ thuật lại, tuần trước chúng ta đã có dự lễ thăng thiên. Đến lúc Chúa sắp chia tay mà còn có các ông cất tiếng lên hỏi: Có phải bây giờ là lúc lập quốc không? Đánh đuổi La Mã, lập lại vương quốc Israel không? Cái mộng quyền lực, cái mộng chính trị. Cho nên Chúa Thánh Thần hay Chúa Thánh Linh đến là để đem lại cho chúng ta ba điều. Điều thứ nhất, dưới hình ngọn lửa tôi bàn rồi, đó là làm cho chúng ta yêu mến hơn. Và nếu những gì đi ngược với lòng yêu mến đó
thì hoàn toàn không có sự hiện diện và ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi thích những điều còn lại sau đây, đó là sự lay chuyển rất mạnh của Ngài và sự chuyển thông. Coi các ông đang đóng cửa cho phú độc vì sợ người Do Thái, vậy mà sau đó bung cửa ra, tất cả bị thổi tung ra ngoài để đứng nói công khai. Hay thật, làm sao mà thay đổi một con người từ đang nhát sợ để mà thành can đảm đứng trước đám đông, những con người chưa hề thuyết trình trước đám đông. Các ông là ngư dân, người đánh cá, vậy mà các ông can đảm đứng để nói. Như vậy phải có một cái sự lay động thật tuyệt vời bên trong. Nhưng coi chừng, nếu vắng bóng Chúa Thánh Thần, nếu thiếu ơn Chúa giúp, ma quỷ cũng có sức lay động thật kinh khủng. Nhớ vậy thôi, tôi không dám bàn tiếp. Cái chuyện thứ nhì là sức chuyển thông. Như lửa đó, nổ tung ra. Lửa thì không bao giờ là một món đồ đứng yên tại chỗ, mà nó thiêu hủy để cho ra ánh sáng, sức nóng. Lửa có lan ra chừng nào thì nó mới cháy sáng chừng đó, mới không bị tắc nghẹt. Cho nên có ơn Chúa mà giữ tru tru một mình, giống như Đức Cha Oanh nói, ôm trung trũng một mình, thì giữ ơn Chúa vô ích, không chuyển thông được cho người khác. Bất kỳ gia đình nào, sứ đạo nào, dù cũ hay mới, đông hay ít, mà cứ đóng cửa chặt lại để lo bảo quản đức tin, mà không lo đi rao truyền lời Chúa, thì đó là một cái lô cốt, một cái pháo đài để giữ đạo chứ không phải sống đạo. Cho nên mãi mãi chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần hay Chúa Thánh Linh là đấng thường trực đến với từng người chúng ta, đến với cộng đoàn, đến với giáo phận này đang trong phong trào họp Plenary Council, và Chúa Thánh Thần làm việc trong đó. Nhưng bổn phận chúng ta là đừng lơ là với vai trò của Ngài. Hãy tập đọc kinh, xin Chúa soi sáng dạy dỗ, xin Chúa sửa lại mọi sự trong ngoài. Nếu mình đọc hàng ngày mà mình chưa sửa được gì, coi chừng mình chỉ là cái máy cassette lặp lại thôi. Cho nên hôm nay mừng sinh nhật của Hội Thánh, mừng bổn mạng của Ca Đoàn Thánh Linh, thấy tất cả cũng mặc áo đỏ hết. Mấy anh thì không mặc áo đỏ được thì có cà vạt đỏ cũng hay. Chúng ta cùng vui mừng để thấy vai trò của Chúa Thánh Linh thật quan trọng. Đừng thờ ơ. Mỗi lần đọc kinh xin Chúa Thánh Thần, xin hãy đọc với ý thức. Mỗi lần làm dấu thánh giá, hãy ý thức có Thiên Chúa ba ngôi, và nhất là ngôi ba sau cùng. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn, cho những vị vừa được Chúa gọi về, và cho những người đang đau yếu. Chúng ta không quên luôn luôn cầu nguyện cho cha cựu quản nhiệm Lý Văn Ca nhé. Xin quý ông bà thương đến cha, bởi vì đi thăm hơi khó, cho nên hãy cầu nguyện liên tục để Chúa an ủi, nâng đỡ, chỉ đường, dẫn lối cho cha trong lúc bệnh tật này nhé. Cảm ơn hai cha và cộng đoàn. Con kính mời hai cha và cộng đoàn cùng đứng. Cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng đoàn thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, không giao và không truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà, anh chị em thân mến, Chúa Thánh Linh Đấng Thường Trực là nguồn sức mạnh, là quyền năng vô biên của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài chính là nguồn tình yêu, là sức sống và là chân lý. Ngài luôn hiện diện và đồng hành cùng Hội Thánh. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin sau đây. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, linh mục và phó tế được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các ngài luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng rao giảng tin mừng và dẫn dắt con thuyền Hội Thánh đi trong bình an của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các chủng viện, dòng tu và gia đình luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận nhau trong yêu thương chân thành. Để nhờ những gương sáng đó, sự bình an và tình yêu của Thiên Chúa được lan tỏa cho những ai chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, để biết đón nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu, đồng thời biết dùng ngôn ngữ và hành vi của tình yêu đó mà loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phaolô nói, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuống trên cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là ca đoàn Thánh Linh nhân ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay, để mỗi thành viên trở thành những vì sao chiếu sáng tình yêu Chúa qua công việc bác ái yêu thương của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cộng đoàn chúng con cũng kính dâng lên Chúa một em nhỏ sẽ đón nhận bí tích thánh thể sáng nay. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng cha mẹ, gia đình em, đặc biệt ngự trong tâm hồn em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Chúa Thánh Linh của Ngài và không ngừng canh tân đổi mới giáo hội,
xin cũng tiếp tục tuôn đổ ơn Ngài trên cuộc đời mỗi người chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý Chúa trong niềm vui và trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ này và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhận làm nghĩa tử nhờ kết hiệp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ cùng tuyên xưng một đức tin. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc cất lời hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu,
để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Francisco, hai đức giám mục Timothy và Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta tin tưởng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Ba sang, được Cha chỉ đến, ý Cha để đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong tình yêu của Chúa Thánh Linh, xin hãy chúc bình an cho nhau. Nhưng xin Chúa phán một lời,
thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng, chúng ta dâng lời nguyện hiệp lễ. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và là bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa đã tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời hai cha và cộng đoàn người có đại diện ban thường vụ chúc mừng bổn mạng cha đoàn thánh linh. Không có ai thì tôi mời cho cũng là trong ban thường vụ lên chút vậy. Đang ngỡ ngàng hết đây. Tức là tại vì anh Bình thì bị Covid rồi, anh Bình tài chánh đó, cho nên anh có đưa tôi phong bì thôi. Rồi sơ thuận không dám chúc mừng. Vậy ai? À có mà không sao đấy. Mà lại ngồi dưới chót để chạy. Vâng, con kính chào cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý sơ, quý cộng đoàn và đặc biệt cao đoàn thánh linh ngày hôm nay. Con xin được đại diện cho ban thường vụ cộng đoàn xin được chúc mừng bổn mạng đến các anh chị, các bạn trong cao đoàn thánh linh. Xin mượn lời của Thánh Augustino. Hình như là con nhớ không lầm của Augustino đúng không? Hát là cầu nguyện hai lần, đúng không ạ? Xin chúc ca đoàn luôn luôn có những tâm tình cầu nguyện hai lần để giúp cộng đoàn, để giúp mỗi người chúng ta gần Chúa hơn qua lời kinh, qua tiếng hát, qua cung cách phục vụ của các bạn, của các anh, các chị. Xin Chúa Thánh Linh luôn là ngọn lửa để soi dẫn, để nâng đỡ, để canh tân trái đất qua các bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng bổn mạng các anh, các chị và các bạn. Và xin đại diện cho cộng đoàn có một món quà đến với ca đoàn mà con thấy cha phụ tá đang. Chết rồi, ca đoàn nó bầu chủ tịch mà đưa cho phó chủ tịch. Cảm ơn anh cả. Kính thưa cha phụ tá, cha chủ tế, quý cha cùng quý cộng đoàn. Con bị bắt cóc bỏ dĩa cho nên mới xuất hiện ở đây. Được sự ủy thác của anh ca trưởng, đoàn trưởng, hôm nay nhân ngày bổn mạng của ca đoàn, con xin có đôi lời cảm tạ. Trước tiên, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, đặc biệt Chúa Thánh Linh là đấng chúng con đã chọn làm bổn mạng. Vì muôn ân lành, Ngài đã ban cho ca đoàn chúng con suốt 33 năm qua. Những ân lành của Chúa đã được truyền tải đến cho ca đoàn chúng con qua sự ưu ái của quý cha quản nhiệm, quý cha phụ tá, quý sơ, đặc biệt là quý cộng đoàn, vì những yêu thương nâng đỡ đã dành cho ca đoàn chúng con trong 33 năm qua. Xin quý cha và quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để xin Chúa Thánh Linh luôn đốt cháy lửa tình yêu của Ngài trong tâm hồn chúng con và thánh hóa công việc của chúng con, sự dấn thân cũng như lời ca tiếng hát, để được như là anh chủ tịch vừa nói, ước gì những lời ca tiếng hát của chúng con sẽ có thể đưa quý vị đến với gần tình yêu của Chúa hơn. Anh Cận nói hết lời của con rồi, cho nên con xin phép được dừng tại đây. Và một lần nữa xin đại diện cho ca đoàn Thánh Linh xin cảm ơn quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn, và xin tiếp tục cho cả đoàn chúng con. Con xin hết lời. Kính thưa hai cha và kính thưa cộng đoàn,
Như vậy là nhóm đó hát được 1 tỷ giây rồi đó. Tôi ngồi tôi bấm máy tính, 1 tỷ giây là 33 năm. Hát cũng khá lâu rồi. Tôi có chia sẻ một chuyện cười của người Pháp. Có ông cha xứ ở miền Nam nhà quê, cứ tới lễ Chúa Thánh Thần là ông đi mua, đích thân đi mua con bồ câu nhốt trong cái lồng để trên cái gác lầu hát á. Rồi tới lúc tôi mới dặn ông Từ, giống như ông Ẩn đây vậy, lúc tôi giơ tay lên nói và Chúa Thánh Thần hiện ra thì ông mở chuồng thả bồ câu ra cho bay xuống, trẻ con nó thích lắm. Hôm đó lễ và Chúa Thánh Thần hiện ra, ông nghĩ chắc ông Từ ngủ gục, ông la to và Chúa Thánh Thần hiện ra 3 lần. Như vậy thì ông Từ đứng trên lầu hát la xuống Votre chat a mangé l'esprit saint, nghĩa là con mèo của cha nó sực Chúa Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn cùng đến. Cảm ơn cha Quỳnh đến đó là vì lời mời của ca đoàn thánh linh đó. Còn cha Phú thì đương nhiên có mặt ở đây, không mời ta cũng tới. Chúc cha còn 2 tuần nữa mừng 10 năm trong thiên chức linh. Xin hai cha cùng nhờ ơn Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng con, đặc biệt cho ca đoàn thánh linh. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc mọi người một ngày Chủ nhật và một ngày Long Weekend thật vui, thật bình an. Cảm ơn.